Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp, và hôm nay nó sẽ giới thiệu các một chiếc xe dòng touring đường phố đến từ thương hiệu của Giang. Và hôm nay chiếc xe Giang FCR 3500, lâu lắm rồi em mới về một chiếc xe Giang FCR 3500 với bộ chuyển động của Shimano và bộ phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. À, còn cái mặt xe cô hôm nào em đi. Vâng, đây là chiếc xe Giang FCR 3500. Hôm nay em về tông màu trắng chủ đạo quá nhé. Này, em về một chiếc xe cũng rất là mới. Em sẽ lướt qua hình thức cho bác xem. Rất lâu rồi em mới về một chiếc xe dòng touring đường phố, dòng Giang FCR. Xe vẫn được đi đem sườn các bác nhé. Với công nghệ nhôm alloy cho bộ khung siêu nhẹ và bền, rất là nổi tiếng của hãng Giang. Cọc yên và yên nguyên di của hãng Giang các bác nhé. Đây có thể thấy Giang. Yên còn rất là mới, yên Giang. Trên khung xe có mã QR code chính hãng của hãng. Xe trang bị bộ vành của Gian các bác nhé, vành Gian đây, nguyên zin cho xe và mayer của Gian. Với bộ chuyển động của Shimano Antut 9 tốc độ, clip của Shimano các bác nhé, clip xịn của Shimano đây, 9 tốc độ. Và bộ đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Shimano Antut đồng bộ theo xe các bác nhé. Khung nhôm càng nhôm càng nguyên zin của hãng Giang. Phía bên trên đây Ford và ghi đông nguyên zin của hãng Giang đó nhé. Bên bản theo xe và được sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano Antut 9 tốc độ, 3 tốc độ bên đĩa là 27 tốc độ các bác thay rồi. Đều của Shimano Antut các bác nhé. Đây là bộ vành trước của xe với bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Cao cấp. Vành trước của Gian các bác nhé. Nguyên bản theo xe đây. Với thông số vành lốp là 700 x 28C, cỡ vành 700 và cỡ lốp là 28C. Đây là cỡ lốp cơ bản của dòng xe Touring. Các bác đi thanh cảnh đường phố, đi thể thao đều được. Một số vết xước nhỏ nhỏ, xước răm nhỏ không đáng kể các bác nhé, không làm ảnh hưởng chất lượng của xe. Và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size đứng là 43 các bác nhé. 52. Chiều ngang khung là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này. Với bộ lip của Shimano 9 tầng, chủ đề của Shimano Antut lên lip. Lip
Phía bên tay phải của đùi đĩa 3 tầng. Vạt đĩa của Tivolo Antus đồng bộ theo xe. Rất tốt các bạn nhé. Quay rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian FCR 3500, một dòng touring đường phố. Xe được trang bị cấu hình của Shimano Antus, bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá 8.4 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.